Xin chào tất cả quý vị, trở lại kênh YouTube của Mark Home. Và ngày hôm nay Nhật An sẽ dẫn quý vị chúng ta sẽ đến thăm một công trình rất đẹp cho Mark Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là công trình của nhà Nguyễn Hữu Minh Hải, một khách hàng của Mark Home. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại Bến Lức, Long An. Và công trình này thì lần trước khi mà An đến thì công trình cũng đang trong quá trình thi công. Vậy thì hôm nay đã có những cái diễn biến mới nào của công trình? Hãy cùng Nhật An vào bên trong và chúng ta sẽ cập nhật ngay nhé. Và hiện tại Nhật An đã có mặt tại khu viên ở căn nhà của anh Hải. Và đây là một công trình rất là đặc biệt quý vị, đó chính là nhìn từ cái hình dáng bên ngoài cũng như ảnh vẽ 3D, quý vị có thể thấy đây sẽ là công trình thuộc dạng là kiểu là giống như những cái căn nhà sàn truyền thống trước đây mà chúng ta hay thấy của Việt Nam, đúng không nào? Nhưng mà ở đây chúng tôi sẽ thiết kế phong cách mới, cách tân hơn, hiện đại hơn, và đặc biệt làm từ bê tông chứ không phải làm từ gỗ như lúc trước. Và sau này ha thì cái khuôn viên nhà cũ phía trước sẽ được dỡ bỏ, và chúng tôi sẽ thiết kế ở ngay khu vực này. Quý vị thấy là sẽ có một cái cầu thang để mà chúng ta di chuyển từ cái khuôn viên, từ sân chúng ta có thể lên trên cái gian nhà chính luôn. Bởi vì đặc trưng của cái mô hình nhà này thì cái tầng ở bên dưới này quý vị là tầng trệt, thì lại không phải là không gian chính. Thông thường quý vị thấy là ngôi nhà chúng ta bước vào không gian chính sẽ gặp phòng khách, đúng không nào? Thì đó chính là không gian nhà chính, thì không. Ở đây chúng tôi sẽ bố trí là tầng trệt ở bên dưới sẽ không có phòng khách, và chúng tôi sẽ bố trí phòng khách ở bên trên. Cho nên là quý vị có thể là di chuyển cầu thang ta đi lên tầng trên luôn. Đó chính là cái đặc trưng của những căn nhà như thế này. Và sẵn tiện thì Nhật An cũng xin chia sẻ quý vị về kích thước công trình luôn. Công trình sẽ có kích thước là 20,2m nhân cho 12m, và tổng tích sử dụng của cả cái tầng trệt cũng như cái tầng ở bên trên là lên đến 300m2. Quý vị tưởng tượng đi, chỉ có 2 tầng mà đến 300m2 là quá là rộng rãi, đúng không nào? Còn về chiều cao thì sao? Về chiều cao, công trình sẽ có chiều cao từ cos 0 đỉnh của mái sẽ là 11,47m. Còn cái chiều cao từ sàn của tầng trệt đến sàn tầng bên trên sẽ là 3,3m, sàn tầng bên trên đến sàn mái là 3,9m quý vị nhé. Còn ngay khu vực ăn đứng thì đây sẽ là vườn gara của ngôi nhà với diện tích là 21m2. Sau này chúng tôi sẽ thiết kế là quý vị thấy ở đây chúng ta sẽ có những cái lối để chúng ta chạy xe vào, hay chúng ta có thể đậu xe ở đây. Và ở bên trên đã có cái mái che rồi, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm luôn. Còn di chuyển ra phía này đi quý vị, thì chúng ta sẽ đến với những không gian tiếp theo của tầng trệt. Ở trong này thì chúng tôi sẽ bố trí là không gian phòng ngủ nè, với diện tích là 20m2, một diện tích cũng rất là rộng rãi luôn. Và các phòng ngủ này thì chúng tôi sẽ lấy ánh sáng trực tiếp là nhờ vào cái ô cửa sổ rất là to đây nè quý vị ơi, lấy ánh sáng sinh khí vào ha. Và căn phòng này thì hiện tại quý vị thấy là chúng tôi cũng đã ốp gạch lên một phần của tường rồi nè. Đây cũng là thiết kế của nhiều căn nhà ở miền Tây Nam Bộ, bởi vì khi chúng ta ốp lên thế này thì nó sẽ cảm giác nó mát mẻ hơn rất nhiều, sờ tay quý vị thấy rất là mát luôn, nó sẽ giúp công trình chúng ta không có bị nóng nhé. Và các phòng ngủ này có một cái lợi thế, đó chính là chúng tôi sẽ bố trí ở đây có một cái không gian là nhà vệ sinh khép kín dành riêng cho chủ nhân căn phòng này, tiện nghi ở trong đây luôn nhé. Tiến ở phía bên cạnh thì chúng ta sẽ lại đến với một phòng ngủ nữa quý vị. Căn phòng này thì nó thiết kế hoàn toàn giống với căn phòng trước quý vị, cũng là 20m2 luôn, và cũng có một cái ô cửa sổ khá to vị trí này nè quý vị ơi. Cho nên là chúng ta cũng sẽ lấy gió và sinh khí vào. Thật sự là đứng ở đây rất là mát luôn quý vị, những cơn gió thổi vào rất mát luôn. Và căn phòng này cũng sẽ có nhà vệ sinh khép kín ở đây. Hiện tại nhà vệ sinh thì chúng tôi đã ốp gạch chống trơn rồi, nhưng mà cái sàn nhà chính của chúng ta, cái sàn phòng ngủ thì chưa có ốp, cho nên là quý vị thấy là nhà vệ sinh nó cao hơn. Nhưng mà chắc chắn là sau này khi chúng ta ốp cái sàn nhà chính xong thì sàn nhà vệ sinh quý vị thấy sẽ thấp hơn so với sàn nhà chính của chúng ta nhé. Tiến qua đây thì đây sẽ là không gian phòng bếp ăn của gia đình, và một không gian cũng rất là rộng luôn nhé. Và không gian này có diện tích là đến 27m2. Và với không gian rộng rãi thế này, hiện tại chúng tôi đặt ở đây là một cái kệ tủ bếp hình chữ L này quý vị. Siêu to khổng lồ vị trí này. Rồi đây sẽ là có một cái ô cửa để mà chúng ta đón gió vào, rất là to. Và đây là vị trí mà chúng tôi đã chừa sẵn, thì An đoán luôn đây sẽ là vị trí mà chúng ta sẽ đặt bồn rửa. Bởi vì sao? Bởi vì ở dưới An đã thấy có hai cái đường nước. Quý vị có thể nhìn hai đường nước này thì chúng ta cũng đoán được, một đường nước sẽ đường nước nóng, một đường nước lạnh nhé. Trong những cái hồ sơ điện nước của Mark Home, An cũng đã từng giới thiệu quý vị rồi. Ở phía bên này chúng tôi sẽ còn một phòng ngủ nữa quý vị. Nghe đây,
Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 16,8 m². Các phòng này thì tuy là nó bé hơn hai căn phòng kia một xíu và nó cũng không có nhà vệ sinh khép kín, nhưng mà với cái diện tích này thì em thấy cũng rộng rãi và thoải mái để chúng ta bố trí về mặt công năng rồi. Ở đây cũng có ô cửa sổ nè để không có sợ bị ngột ngạt nhé. Sau này chúng ta có thể đặt giường ở vị trí này cũng được, tủ quần áo bên kia, một cái táp đầu giường hoặc là một cái bàn làm việc, bàn học ở đây nữa là tuyệt vời luôn nhé. Và tại bây giờ em biết là có một vị trí mà nhiều quý vị thắc mắc, đó chính là nhà vệ sinh đang ở đâu. Vậy thì đây em sẽ giải đáp ngay cái thắc mắc đó, đó chính là vị trí này. Chúng ta sẽ bố trí một cái nhà vệ sinh chung để cả gia đình ở ngay vị trí này quý vị nhé. Và cái phòng ngủ lúc nãy em nói rồi, tuy là không có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong, nhưng nhà vệ sinh đặt cũng rất là gần phòng ngủ cho nên chúng ta di chuyển ra cũng rất là tiện luôn. Và cuối cùng là đây sẽ là lối cửa, chúng tôi sẽ mở ra cửa hậu phía sau của công trình, một cái lối giúp cho ngôi nhà có phần thông thoáng hơn. Và đó là tổng quan tầng trệt của ngôi nhà. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến lên tầng bên trên nhé. Và tiến lên tầng trên của công trình thì anh nhắc lại nhé, đây mới chính là tầng chính của công trình của nhà anh Hải quý vị, chứ không phải là tầng bên dưới. Tầng bên dưới chỉ là tầng trệt thôi, còn với căn nhà đặc biệt này thì đây mới chính là cái tầng chính nhé. Cho nên là ở đây thì chúng ta sẽ bố trí không gian phòng khách nè, với diện tích rất rộng luôn, 42 m², diện tích cực kỳ là rộng luôn ha. Và phòng khách quá là thoáng quý vị, bởi vì sao, chúng ta có cái lối cửa, hai cái lối cửa sổ ở đây, rồi hai cái lối ban công ở đây nữa, chưa kể là ở đây quý vị thấy là được thiết kế cái trần gỗ rất là đẹp luôn quý vị ơi. Sau này chúng ta lắp thêm đèn này kia vào thì chắc chắn là căn nhà cực kỳ là nổi bật luôn. Còn không gian ở ngay phía trước này chính là không gian đặc biệt mà lúc nãy đã nói, đó chính là sau này chúng tôi sẽ thiết kế một cái cầu thang để chúng ta di chuyển từ cái không gian nhà, từ cái sân bên dưới chúng ta di chuyển lên tầng ở trên này luôn ha. Cho nên là đây chính là cái thiết kế đặc biệt công trình của nhà anh Hải. Còn phía bên này thì sau này chúng tôi sẽ bố trí là phòng thờ với diện tích 16 m², sẽ bố trí bên cạnh của không gian phòng khách, và cũng sẽ có một cái ô cửa sổ phía trước để cho cảm giác nó thông thoáng hơn. Bây giờ ta cùng nhau đến ở đây thì sẽ là không gian phòng ngủ của tầng 2 ha. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 15,6 m² quý vị. Với không gian phòng ngủ này thì chúng tôi sẽ có một ô cửa sổ khá to ở đây để mà chúng ta sẽ trao đổi không khí nè. Rồi quý vị thấy là chúng tôi cũng đã có những cái vị trí, những cái hộp kỹ thuật sau này thì chúng tôi sẽ lắp ở đây, chính là những cái ổ cắm điện hoặc là công tắc của căn phòng nhé. Tiếp bên này thì chúng ta sẽ còn một phòng ngủ nữa của tầng 2. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 16,5 m² ha. Và căn phòng ngủ này thì cũng rất thoáng bởi vì cũng sẽ có ô cửa sổ ở đây. Và đặc biệt hơn là phòng ngủ này nó tiện hơn phòng ngủ trước một chút xíu là có vị trí này. Chúng tôi sẽ có một cái nhà vệ sinh khép kín dành riêng cho chủ nhân căn phòng ở ngay vị trí này nè quý vị. Vậy là tổng cộng là công trình của nhà anh Hải từ bây giờ đến 5 phòng ngủ luôn, hoặc là 2 tầng 5 phòng ngủ, quá là rộng rãi luôn. Và tiến ở bên này thì sẽ một vị trí cũng rất đặc biệt nữa, đó chính là một vị trí bếp nữa quý vị. Ở đây thì vị trí bếp sẽ có diện tích là 17 m², nó bé hơn cái phòng bếp bên dưới một chút xíu. Nhưng quý vị thắc mắc, ủa tại sao lại có đến hai vị trí bếp, thì cái này anh nghĩ là do nhu cầu của gia chủ thôi. Có thể là gia chủ muốn bố trí một cái bếp phụ một cái bếp chính để cho cả hai tầng, ví dụ nếu mà chúng ta muốn nấu nướng thì cũng sẽ tiện hơn, đúng không, khỏi cần di chuyển lên xuống. Cho nên là đó cũng là một cái nhu cầu của gia chủ, tùy theo sở thích của từng gia đình nhé. Còn ở đây chúng ta cũng sẽ bố trí, đó chính là một cái nhà vệ sinh chung dành cho cả gia đình sử dụng ở vị trí này. Và hiện tại cũng đã ốp lát gạch ở bên dưới cũng như là ốp gạch cao lên trên luôn rồi. Đây thì sẽ có một cái ban công mini nè, mở cửa ra phía sau để giúp lấy vào sinh khí. Và ngày hôm nay quả thật là đến công trình nhà anh Hải thì đã thấy lột xác rất là nhiều rồi quý vị. Ở ngoài đã được sơn phết rồi, chúng ta cũng đã lợp mái ở bên trên rồi và còn lắp thêm trần gỗ nữa. Hãy cùng chờ đợi với Nhật An đến ngày hoàn thiện công trình nhé. Đã dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà anh Hải ở Bến Lức Long An, một công trình phải nói là cũng rất là đặc biệt luôn. Em tin chắc rằng công trình này mà thi công xong thì sẽ là một cái sự trầm trồ tất cả mọi người khi mà chúng ta đi qua công trình này, đúng không nào? Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay Markhome ở số hotline 0964458888 0821333333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, em xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.